em đang làm gì đó? Ồ, em căng cái gì vậy? Wow, trời ơi, em quá nhiều đồ chơi luôn. Thì ra là cái trò này là trò gì vậy con? Nói cho các bạn biết coi. Trò của em bé đó mấy nhà. Gì đó ha. Các bạn thấy chưa? Người ta chơi đồ chơi, còn em là chơi toàn muỗng đũa. Không biết chơi hết trơn. Giá nữa hả? Rồi căng được bao nhiêu ký rồi? Tao nói cho các bạn coi được nhiêu ký rồi, coi coi. 85 gram. Bao nhiêu gram? 2 ký rồi. Con nhìn kỹ coi. 2 con số 0 là với con số 6 là 400 gram. Đúng rồi, 400 gram. Nhưng mà bạn, tại vì cái số 5 bạn không thấy, bạn chỉ thấy có số 4 thôi, thì cho bạn nói là 400 gram nha các bạn. Đâu có số 4 đâu. Thì 400 đó, có số 4, 400 đó con. Thấy không? Số 4 này hả? Rồi con đang căng cái gì vậy? Con đang căng cái gì vậy? Mấy đồ. Đồ này là cái gì? Con phải nói cho các bạn biết. Đồ để múc ăn. Để múc ăn. Đồ múc ăn là cái gì? Cái này là đồng. Không phải. Cái này là đồ gấp. Cái này là cái nĩa. Đấy, có cái gì ăn không? Có cái gì? Để khi mà ăn ăn cơm cái có miếng thịt nướng á, cái người ta lấy cái nĩa này nè, người ta xỏ vô thì giữ lại để người ta vẽ thịt ra, thấy không? Cái đó là khi bằng cái nĩa, còn cái muỗng đâu? Muỗng đó hả? Muỗng ở trong trường con cũng có. Còn cái này là cái gì ta? Cái này là cái gì? Các bạn ơi, cái này mà bị sét hả? Bị sét rồi, cái này là bị sét là hư rồi, phải bỏ nghe. Không có được dùng ăn cơm. Ăn cơm là như vậy là không tốt cho sức khỏe của mình, đúng không? Là buồn luôn. Vậy hả? Ủa chú chị, còn cái này làm cái gì? Cái này để múc đồ. Chút vô bỏ cho cái sấy sấy. Vậy đó hả? Biết luôn. Rồi biết luôn. Còn cái này là nấu canh. Cái đó là nấu canh. Đúng em, rồi. Có cái đồ móc như vậy nè là giống của em bé đó. Mà là bị đá. Em bé đứng gần như vậy là cái này. Thì cần cái hoa lên. Đúng rồi. Rồi còn cái gì nữa con lấy ra con giới thiệu cho các bạn coi. Cái bún này là để cho người ốm. Để cho người ốm hả? Dạ. Sao vậy? Người mặc không được hả con? Người mặc không được. Tại sao? Mập quá là ăn không được, phải dành cho người ốm ăn cái đó là ăn con ăn ngủ nữa hả? Dạ. Rồi còn cái gì nữa không? Còn cái đó là cầm đi sắp vô. Đũa đi gấp đồ ăn. Gấp. Không phải sắp vô như vậy là không tốt, là sai. Sắp vô như vậy là không được. Đi. Đúng rồi, cầm quên thì sắp vô không tốt, phải không? Phải, đúng rồi. Trời, con phải nói rõ ràng, con nói gì tự nhiên cầm. Đấy, con nó cầm tiếp bà đó. Cảm ơn bà Hồng nha. Rồi, còn gì nữa không? Đâu còn món nào nữa không giới thiệu cho các bạn nha. Cái đó hả? Hồi nhớ mình ăn cái gì? Nãy hồi ăn gì? Đúng rồi, cái đó là để múc gì? Cơm. Đúng rồi, múc cơm. Ủa sao cái này như lạc quan vậy? Đúng rồi, lạc quan vậy mới múc cơm được. Cơm nó mới chứa vô trong đó được. Rồi còn gì nữa? Đâu, rồi còn món nào nữa không ta? Còn 2 cái đàn nữa nè. Còn nữa nè. Đâu, mấy cái rồi? 2 cái lận. Đâu còn nữa không? Rồi lấy ra cho các bạn coi coi. Còn nữa không? Đâu? Ba cái rồi còn nữa không? Ba thấy như còn nha. Còn ba thấy như còn đó nghe. Một coi kỹ coi. Cái này là đây nè, đây nè. Đây nè, ba thấy nè. Trời ơi.
Vậy là hôm nay Hồ chơi trò gì vậy? Wow, tổng cộng là mấy cái? 4 cái. Con nói là 4 cái rồi các bạn, để các bạn biết. Cái này là 1 cái nè. 1 cái nè. Còn 2 cái muỗng đẹp luôn nè. Wow, 2 muỗng đẹp đó các bạn. Có 3 cái muỗng này nữa nè. Không. 3 cái. Rồi. Rồi bỏ vô đây. Căng kiếm luôn. Bao nhiêu ký? Tao ngoài được bao nhiêu ký rồi? Ba ba của em nhé. Được bao nhiêu rồi con? Tao cầu lắm. Bao nhiêu? Nói lại, bao nhiêu? 2 con xúc không là dưới xúc 1 con xúc 6 là 400 kg. 2 con số 0 với 1 con số 6 là bao nhiêu? 400 kg. Là 600 kg chứ sao 400 gram? 6 cộng 4 cái gì vậy? 600 gram. Cái gì mà nó chạy sướng vậy? À cái đó thời gian chạy. Rồi vậy là hôm nay bà Hồ đã hoàn thành xuất sắc trò chơi căng muỗng nĩa giá. Yeah. Rồi, thôi vậy con bây giờ nghỉ chơi, chào các bạn đi. Bye bye. Bạn, bye bye, bà dẹp muỗng rồi. Rồi, dẹp đi, chơi xong mình phải dẹp vô, đúng rồi. Đúng rồi, sau khi mình chơi xong là mình phải dẹp đồ vô gọn gàng nha các bạn. Như vậy thì ba mẹ mới đỡ mệt. Đúng rồi, ba mẹ mới thương. Chưa mà, còn giá nữa. Cái này hả? Đúng rồi. Cái này là dặm bò bút căng hả? Thì bút mơ con bướm kìa. Ồ, con không con bướm kìa các bạn ơi. Thăm hồ ra con bướm. Không, con bướm đâu, con bướm đâu. Con lấy cái này chụp nó lại. Ồ, con bướm kìa các bạn. Ồ, bướm. Dễ thương lắm. Dễ thương. Ồ, bướm bay ra nắng rồi các bạn ơi. Phải lấy cái, có cái đồ như vậy che nè. Ồ. Lấy đi. Rồi, thôi hồi dẹp lên rồi đem căng lên để bàn nè. Rồi. Đúng chưa? Rồi dẹp xong chưa? Sắp xếp lại gọn gàng coi. Con bưng cái ghế lại trả cho nội coi.